Vâng, xin chào toàn thể các bác. Và trong video của clip ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu cho chị em mình một siêu phẩm hàng trọn vân cực kỳ là VIP. Đây là một chiếc sập tứ diện các bác nhá, sập tứ diện của Hương Đá. Cái sập này với cơ sở như em làm theo đơn đặt hàng là một vị khách hàng đang sinh sống ở bên nước ngoài là anh Sơn. Anh Sơn ở Nam Định có nhá, là đất nghề đấy các bác. Có xem rất là nhiều, tham khảo rất nhiều video với cơ sở như em rồi. Và được biết là anh Sơn là một vị khách hàng gọi là quen thuộc của nhà em. Theo dõi bên nhà em được 2 năm rồi. Anh đã đặt trực tiếp với cơ sở nhà em là full combo phòng khách nhà mình, là bao gồm là một bộ sản phẩm nghe bảo đỉnh hộp 14, 10 món, và kèm theo đó là một bức tranh và một chiếc kệ tivi. Thêm đó là một chiếc sập tứ diện như này. Hôm nay em sẽ quay giới thiệu anh chị em mình cái siêu phẩm sập tứ diện này của anh Sơn đặt. Đây các bạn xem chiêu ngưỡng này. Với kích thước của cái sập này nhà em nên làm là chiều rộng của nó là 1m9, chiều dài là cả hộp bì là 2m32. Toàn bộ là làm là theo tiêu chuẩn hàng VIP cho anh. Đây các bạn xem cái mặt này. Ván này bên cơ sở nhà em làm lên tới là dày là đủ 2 phân, hơn 2 phân các bạn nhá. Và hàng trộn vân cực kỳ là VIP, anh chị em mình nhớ cái mặt vân này. Nó toàn bộ là vân gỗ tự nhiên 100%. Không có một chút nào gọi là chút mắt, chút sâu ở trên cái mặt như này. Các bạn nhìn thấy đây. Đây là phải gọi là một cái mặt vân nó cực kỳ là VIP. Bên cơ sở nhà em phải lựa lọc gỗ rất là lâu rồi. Và anh Sơn đặt hàng bên cơ sở nhà em cũng được là 3 tháng rồi. Hôm nay thì mới em sẽ giới thiệu các bác trước cái sập như này để quay mọi người xem, cảm nhận xem cái sập nó vân nó như nào. Mà bên em vừa mới té qua một lớp nước để cho anh chị em mình nhìn được cái cảm nhận được cái thực tế. Và sau khi là sơn lên thì vân nó sẽ lổ như này anh chị em mình nhá. Và gỗ Hương Đá 100%. Toàn bộ là bản khuôn tranh này. Em đang làm này, khuôn tranh dày là 10 phân. Khuôn tranh dày 10 phân và cổ là cổ liền. Tất cả các cái chi tiết của cái yếm này cũng em cũng làm là dạ lên tới là dày là 10 phân, hàng trộn vân. Siêu siêu đẹp luôn các bạn. Cổ là cổ liền. Và bản chân này thì bên cơ sở anh em có làm là theo yêu cầu đặt của anh là chân 24 phân. Khi nhà em làm là lên tới là gần 25 phân để có người xem được. Chân này rất đẹp, mọi người xem chi tiết này. Đục là đục tứ diện, em đi quay vòng mọi người xem. Anh yêu cầu là đặt sập tứ diện nhá. Đấy, để trơn, vân veo. Rồi các bác nhìn xem ạ. Riêng bộ này thì em không phải giới thiệu nhiều các bác nữa. Đi vào vòng các bác xem. Vân này, tất cả nhá, 4 cái mặt luôn đều vân đẹp như nhau hết. Hàng trộn vân xỉ đẹp 100% chất liệu Hương Đá, sập tứ diện Hương Đá. Và đặc biệt hơn là cái mặt ván như này, các bác nhìn xem nhá, để được lựa lọc ra được 2 cái tấm ván mặt đấy. Cái ván mặt ở trên này sẽ là ván chấp này, không thể nào làm một ván tấm nguyên tấm mà to như này được. Em sẽ làm là ván chấp, nhưng mà em sẽ lựa vân và lựa gỗ như là cho nó hợp nhất với nhau. Đây các bác nhìn xem đây, lựa lọc ra được những cái khúc gỗ mà vân nó đẹp như này và gỗ đẹp như này, thì các bác phải biết là bên cơ sở anh em phải lựa lọc trong vòng là mất 3 tháng trời mới lắp ghép xong một cái ván, 2 ván mặt nó đẹp như này. Các bác nhìn xem, chiêm ngưỡng đi, vân này rồi quằn quại luôn. Và đây là vân loang, anh chị em mình chiêm ngưỡng vân hàng trọn hết. Và gỗ Hương Đá bây giờ là một trong chất liệu gỗ mà nó phải gọi thuộc nhóm mà đẹp nhất, top 1 của dòng Nam Phi hiện nay. Riêng nói về dòng Hương Đá, vân veo rất đẹp, gỗ đều mò và tôm gỗ rất là mịn. Hiện tại những con sập như này thì bây giờ sở anh em đang bán ở mức giá là 58.800.000 đồng cho một chiếc sập tứ diện gỗ Hương Đá, hàng hoàn thiện hết các bác nhá. Hàng trộn vân như này, ván dày 2 phân, khuôn tranh dày 10 phân, yếm cũng là yếm dày 10 phân và cổ là cổ liền. Các bác nhìn xem cảm nhận đi. Giá là giá là hoàn thiện đẹp kỹ hết. Và có bao ship cho anh chị em mình trong bán kính 50 mm. Và vừa xong thì em đã giới thiệu xong cho mọi người một cái siêu phẩm sập tứ diện hàng vân VIP cho anh chị em mình. Bên cơ sở anh em làm là theo hàng đặt của anh Sơn. Và một vài video sau ấy, em sẽ giới thiệu đầy đủ hết cho anh các bác xem là những cái sản phẩm của anh Sơn đặt bên cơ sở anh em, là bao gồm là một bộ nghe 14 hàng VIP đục bằng te 10 món và thêm một cái bức tranh treo tường và một chiếc kệ tivi cột nho. Đấy, video sau sẽ giới thiệu các bác. Thì anh chị em mình mà quan tâm những cái chiếc sập như này hoặc là muốn đặt theo yêu cầu nhà mình thì các bác có thể liên hệ qua số điện thoại hotline của em sẽ ghi trên phần video nhà em để em tư vấn cụ thể cho mình. Và các bác xem video của viện mà thấy hay, mọi người ủng hộ cho em xin nút like này và một nút đăng ký kênh để nhận được những cái video thông báo mới nhất hàng ngày. Thì anh chị em mình nhấn vào nút chuông này và nhấn vào nút tất cả để mà các bác là một trong những người mà được thông báo mới nhất những video hàng ngày nhà em đăng. Và nhà em sẽ có những cái buổi tối live stream trực tiếp vào khung giờ 8 giờ. Nhà em sẽ lên sóng live stream tư vấn anh chị em mình tất cả sản phẩm đồ gỗ và có rất là nhiều chương trình khuyến mại trong live stream nhà em. Đấy, các bác mà xem video của em mà có những bình luận, có ý kiến gì hãy comment ở dưới phần lời ý kiến giúp em để em có thể là cố gắng làm những video show hay nhất để phục vụ anh chị em mình. Đấy, và giờ thì em cũng xin làm cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video bên cơ sở nhà em. Và địa chỉ nhà em đang quay ở đây là cơ sở 1, các bác nhìn thấy có rất là nhiều sản phẩm đây, rộng lên tới là 5.000 m², nằm ở cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Các bác có thời gian thì các bác hãy qua trực tiếp bên cơ sở nhà em để ngắm nhìn
những cái sản phẩm, những cái sở anh em đang để tại xưởng anh em luôn, có cả mộc, có cả hoàn thiện để anh em mình qua xem. Đấy, và giờ em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip về cơ sở anh em có nhá. Xin chào tất cả mọi người.